Bạn dạy bọn ổn đọc hả nha. Ngăn đi krom ca nghe video learning nâng chai rùm lên và phép con nâng fair value hết. Bạn đã nâng krom stong ra cả nấy IFO lý phẩm 4. Đại dân ở chung mô ta financial improvement bạn ủng có rèm thổ. Bạn đã tôn từ lơ accounting hedging mà ca phía hedging nâng từ dùm ra từ ca phía 20 pay. Tại tôn từ lơ hedging mà dưỡng dương nhiên bập hết và bấy thì tìm mỗi cứ fair value hết và tìm bí bẹp con nâng cash flow hết và tìm bấy bẹp con nâng foreign operation đối dương nhiên subsidiary nơi bỏ tế đã pra currency copy functional currency bỏ cổng hôn parent bỏ cổng hôn mê nâng nông video này cứ dương dây bẹp con nâng fair value hết và để ai thua ai đồng lấy miền ca prai pru ô thọ đôi chia đầm lai ảnh bình trí bỏ dưỡng dưỡng bỏ rộm tha đầm lai ảnh bình trí dưỡng cư miền ca prai pru bà đầm lai ảnh bình trí dưỡng cư ai miền ca prai pru ní cư viên mình miền ca prai pru chân này nhì dưỡng ô thọ cạn là dưỡng miền ảnh bình trí bỏ dưỡng được nông sọc bỏ dưỡng chân dưỡng bỏ rộm tha đầm lai ảnh bình trí bỏ dưỡng được thay nà cốt miền ca lệ chọc để chân này dưỡng có hệ trình và ca phía từ lên mình trí bỏ dương năng à chia dương cho cái sản giá chia forward contract rồi có chia future contract và chia đám và nó mới ca phía từ lên đồng lại mình trí bỏ dương và chân nâng cứ cho nộp nông fair value hết năng này ưu thò cả này dương cho cái sản giá chung môi nâng thực kỳ mà kháng tiền và rồi có chung môi tìm giá mà tham môi mua unique inventory bao giờ cứ xem là chúng muốn đọc là và đọc là chứ đọc là những viên mình mới lấy đi ai thà mà khai tiết cho được có pi khai được có bay khai của bạn đấy chứ mua ai cái ta cứ xem là đọc là chứ ngay để cái sân gia nó mất đỏ và đầm lại inventory bao giờ mới ai nâng đầm lại tiếp sai giờ đấy mới ai thà mua unique cứ xem là nó còn buồn là từ sân chia mua unique mà nâng buồn lá dương trần đánh bình của tha vì pro tha dương ban cho cái sân gia cho mỗi kế cứ mua là lá cứ smart mua unique cứ smart đọc là bạn đang chất đáy cứ inventory cứ mua unique ban tầm buồn lá thì chân bởi dương kết tới hedging instrument dương gain dương trần đánh và bạn đang inventory chất đáy bởi dương đại dương mình không khen bởi dương lúc ban tầm buồn lá thì và chứng miền này thà mặt hàng chẳng đánh mặt hàng về khát và mặt hàng chẳng đánh mặt hàng khát nâng bị chi tu tư ở trong một opposite position rồi viên hedging instrument hay nâng hết item chứng mặt hàng chẳng đánh mặt hàng về khát vì ở ai chẳng đánh từng phí khát từng phí đi và sân chia chẳng đánh từng phí khát từng phí vì ở miền tình là nó không nè vì ở miền relationship như thế bởi mình tận đồng tế anh cứ dương mà ai apply hedging accounting bản thì vì mình bên trong tay criteria tầm mũi được nông opposite position này mình đã khăn xây tiết và ta nên dùng con là bằng hai từ lơ position xây nghĩa chẳng anh bình thường chất lại những như lúc ban tầm một là mà bản ta nó cứ dương cái sân gia cho mỗi kế như ta đọc là tôi dùng vĩnh và sân chia inventory chất lái thì lộ ban đập bia là cho và bạn ta dùng cái dân gia cho mỗi kế cứ inventory lộ ban ta đập là thì chẳng không cả này nó dùng khát bây giờ khát bia là và dùng cái dân khát bia là và bạn ta dùng khát là bia là nâng dùng khát từ lơ hết chim instrument bạn ta dùng gain bình và dùng gain từ lơ hết item bình vô ta inventory chất lái bởi dương ní cứ dùng lộ ban đó là hốt đọc bia là và hốt đó đọc bia là và chứng những khi ta viêm nhân precision tùy của nghĩa và sân chia dương đăng thành vấn đề dương lãng thay ấy thì dương hoạt trăm bạch từ hết chinh đi và của dương đăng dương kết thao viết lệ cho nâng mạnh dương hết chinh về graphic chain được nông price vì chain được tự tố investment lỡ bổng nol và sử nhà bán investment được nông equity chứng đưa nhóm bán thì dây tha tự tôn từ lỡ dương cái sản gia cho môi nâng phía kỳ mặt hàng mặt hàng tiết để tôn từ lơ forward contract rồi có future nâng cứ gọi chúng ta hedging instrument là forward rồi có future forward rồi có
future contract nâng nâng ở chung ta hedging instrument đi ai inventory bò dương vinh inventory chất lãnh bò dương ở chung ta hết item và nì ở chung bà lại nâng chân bè bòn nâng gần rư gò lọ đại cạp trên bì hedging instrument chỉ thông đá đồng lấy forward contract hay nâng future contract nâng cư miên ca prai pru vì ai miên ca prai pru và bì cà rây bạ chạt mũi tư cà rây bạ chạt mũi tiết và PP mũi từ P mũi cứ miễn cả price pro chứng cả na đồng lãi price pro từ lời hedging instrument nâng hedging mà chứng miễn là đồng lãi price pro từ lời forward rồi có future nâng cứ dừng riêng này được nông bài cả profit loss và dừng và phần ta và sân chia cả này hedging instrument dừng dừng hết từ lời investment được nông equity như vậy và à muốn những gì thì tôi đối chia inventory dừng và bản thân chia cả này hedging instrument nâng hết về phần nâng investment nâng equity equity bây giờ nhân viên lại tam fair value through OCI other comprehensive income bây giờ và chân gain được cái loss đại cả trên pi hedging instrument forward được có future nâng nhưng có riêng lại được nâng OCI đài ở riêng lại được nâng bài ca profit loss thì hãy nâng cho bài nâng bạn á trong này ai hết item vinh item cứ dùng đào lên inventory bây giờ và inventory bởi vì anh ấy cứ ở trong đó anh ấy cứ ở dưới trong từ lơ future rồi có forward thì nhưng dưới bếp con nâng inventory bởi dương thêm đó và vô đồng lại inventory dưới có mình price pro đài à mỗi đồng lại future rồi có đồng lại forward price pro anh ấy cứ chia đồng lại inventory dưới chất đánh và inventory dưới có price pro đài chân gain rồi có lock đại cắt trên pi hết item bởi dưới ưu thô ta chia inventory cho dân coi dương riêng này được nung bài ca profit loss đấy thì cái này cứ profit loss anh ấy hedging instrument profit loss à mỗi ní có profit loss đấy và ta lại khăn bị sai về và sân chia hết từ lựa item chia financial asset bình và đối với investment được nung sinh nhà bán bằng nón rồi financial asset bao giờ ní cứ dương việc lại tam OCI và through OCI ní cứ mê tạo other comprehensive income hàng chân gain rồi cái loss từ lời hết item và gain loss từ lời hết item nó có dương đi gần này nó không OCI đấy và số tôi đi gần này nó không profit loss vậy chứ này đi riêng mình chắc đi mình tịch của nó video cho và sân chia lệ khăn video cho nó không OCI ní và ta gain loss từ lời viên nó cứ bị ở trong OCI đấy cứ cho nó không profit loss và anh ấy cứ lâu đẹp mơ khơi như vậy ní và à không cả này tùy nữa investment được không equity ní và dương viêm lại với cứ fair value through OCI là về này cứ dương investment được không financial asset đối chi investment được không equity có chưa financial asset đấy investment được không gì nhà bán có chưa financial asset đấy và này còn là dương một vài vị trí P anh ấy cứ chúng ta sẽ lấy investment được không equity mỗi này cứ investment được không bấm null và investment được nung nó bao giờ nó cứ dương viêm lãi tam OCI thôi gain rồi còn loss từ lơ à hết ai thâm nâng lơ phải là sản nâng cứ dương riêng còn lại được nung profit loss ở riêng còn lại được nung OCI đấy thì khi bị trả này đấy anh ấy cứ được nung bỏ ra equity ở nâng cho OCI ta và anh ấy biết rằng anh ấy biết cái cho được nung profit loss tầm đó ở cho OCI đấy but however nè và sân chia hết item nâng investment được không equity anh ấy đưa lên đài nè investment được không equity hay equity bao dưỡng cứ đi gần này fair value through OCI gain rư còn loss từ lơ hết item và hết item nâng cứ tập đào từ lơ investment được không equity nâng và hai nâng hedging instrument tăng pi nâng nhưng đi gần này cho nâng OCI và cho OCI tăng pi tăng đo chứng anh ấy biết bịch ra trong tha tôi bị investment được nung bầm nol và tôi được nung investment nung bầm nol chẳng cả này bầm nol tôi bây chia bầm nol là như investment through OCI cái đó bạn ta gần lo với cứ bắt châu OCI thì châu rồi bài ca profit lo và bản chân bản năng bản tự tôn từ lơ
investment នៅក្នុង equity through OCI through profit loss ឬក៏ investment នៅក្នុងបំណុល fair value through OCI ឬក៏ through profit loss ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយលម្អិតចំណុចហ្នឹងទេបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបកស្រាយវីដេអូមុនរួចទៅហើយអានេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ fair value head វិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាករណីលោកអ្នកមានចម្ងល់គឺអាច comment សួរបានបាទសូមអរគុណ